Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Bữa nay gửi đến tiếp tục đến anh em là một cái lô máy mới về nha anh em. Lô này mới về lúc 4 giờ chiều nên là em mới sắp được ghi cho anh em sơ sơ qua cho anh em xem giá ha. Đấy, thì cái lô này thì máy thì mua càng ngày càng hiếm mà càng ngày càng mắc, nhưng mà bán cho anh em thì càng ngày càng rẻ nha anh em. Tại vì bây giờ lạm phát đồ này kia anh em biết là đồng đô nó lên nên là cái chi phí mà nhập khẩu á, là nó sẽ luôn luôn tăng cao nha anh em. Anh em xuất khẩu thì có lời chứ còn mà anh em nhập khẩu mấy cái máy này về á là cái giá nó tăng lên, tại vì cái đồng đô nó tăng thì như vậy cái giá mua vô nó sẽ cao lên. Nhưng mà bên em vẫn cố gắng là giữ cái giá bán hiện tại cho anh em và thậm chí là còn rẻ hơn nữa để giúp cho anh em mua sở hữu được cho một cái máy cưa trong cái thời buổi mà khó khăn lạm phát như bây giờ nha anh em. Rồi thì đây là số điện thoại hotline bên em 0967100003, đây đồng thời là số Zalo luôn ha. Anh em nào mua máy nào thì nhớ giùm em cái mã máy, giá tiền ở trên đây em có để giá tiền ở trên là mã máy, dưới giá tiền ha. Ở lô này thì nó gồm có lô G rồi nè, lô chữ G đó, G có nghĩa là good ha, tức là lô này là xài rất là ngon nha. Lô này thì nó gồm có là 18 máy nha anh em, trong đó là có 2 con đặc biệt rất là hiếm nè, Sinowa 407 và Sinowa 480 dành cho anh em hàng hệ thích hàng hệ ha. Lô này thì rẻ nhất là 1,9 triệu nha anh em, 3 con, 2 con tay cục này là 1,9 triệu. Anh em muốn xài cưa lặt vặt đồ cho mình này kia trong gia đình thì lấy cái con này là rất là mềm luôn ha. Con này bán với cái giá 1,9 triệu thì hầu như bên em chỉ lời chắc tầm cỡ ly cà phê hơn nha anh em. Tại vì cái giá này là vừa cái giá chi phí vận chuyển về rồi còn phải là bán cho anh em rồi bao ship luôn nha. Giá này là bên em bao ship cho anh em, là anh em khỏi cần phải lo giá là đã bao gồm phí vận chuyển, anh em khỏi phải lo là gửi ra Hà Nội, Lạng Sơn rồi này kia. Chi phí bao nhiêu thì bên em đã bao hết, anh em chỉ việc đặt hàng là ok rồi gửi thôi ha. Hàng thì có thể gửi ra cho anh em nhận hàng, anh em mở ra xem coi đúng cái sản phẩm, đúng cái máy mình, đúng đẹp như là em quay không, rồi anh em mới ký nhận thanh toán ha. Còn anh em mua thì anh em có thể gửi cọc trước giùm em khoảng 200 tới 300 ngàn để chốt cái máy, rồi bên em sẽ test nổ lên rồi quay cho anh em, có thể là cân đông đo đếm, đo chiều dài lam đồ này kia và thông bố mấy cái thông số cụ thể qua Zalo, anh em ok hết rồi bên em mới gửi. Rồi đầu tiên là con G1, con này thì giá 1,9 triệu anh em. Con này là cái dòng G, dòng này thì nói chung là chạy thì nó rất là tiết kiệm xăng, G300 nha. Con này thì 31cc, nói về cái con máy mà tiết kiệm xăng chạy mà siêu bền, ít hỏng vặt thì là cái con này số 1 nha. G1 1,9 triệu ha. Con này thì làm nó khoảng 3,5 tấc nha nè. Con G2 này thì là dòng Ruby, con này thì công suất cũng tương đương con G1 nhưng mà cái lực mà chạy thực tế thì nó sẽ chạy bốc hơn nha anh em. Cái dòng Ruby thì nó sẽ chạy theo cái kiểu mà phong cách thể thao đó, thì anh em chạy là sẽ cảm giác là nó chạy nó mướt hơn, nó bốc hơn. Nhưng mà nếu mà anh em muốn chạy mà nó tiết kiệm xăng thì lấy cái con G1 này nha. Như vậy thì anh em nào mà cỡ trung niên thì lấy G1, mà thanh niên thì nên lấy G2. Hai con thì hai cái nó chạy nó khác nhau ha. Rồi còn con G3 này đó là cái dòng Maru nha anh em, dòng Maru. Con này thì tay dài nha, ba cái con này là tay dài, đồng giá nhau là 2 triệu, 4 con luôn, tới cái con G6 luôn. Anh em thích lấy con nào thì lấy. Con này thì nói chung là nó cũng nôm na, nó giống như cái G1 G2 nhưng mà nó là cái hàng tay dài thì anh em có thể cầm tay trước tay sau thì rất là phù hợp cho anh em mà cưa củi hoặc là cưa với mặt đất nhiều. Nếu mà anh em không có leo trèo lên cao thì nên lấy tay dài thì cưa nó thông dụng hơn, cầm nó đỡ mỏi hơn là cái hàng tay cục. Tay cục thì anh em chỉ cầm một tay thôi nhưng mà do cầm lâu quá thì nó sẽ gây ra tình trạng là mỏi nha. Rồi con G3 này thì 2 triệu nha anh em. Con này thì dòng Maruyama ha, 31cc luôn, cái lam còn chữ rất là đẹp nha. G4 này thì là dòng ECHO này, ECHO 282. Cái lô vừa rồi là lô F đó thì bên em có về 3 con thì là bán sạch trơn 3 con cái dòng ECHO 282 ha. Thì qua đó là minh chứng cho anh em thấy là cái dòng ECHO này đó, xài rất là êm, rất là nhiều anh em chuộng, màu nó đẹp mà tiếng nổ nó rất là hay, nó lực ha. Thì đây con G4 31cc nha anh em. G5 này thì cái form cũng giống như cái con ECHO bên đây nhưng mà là nó là khác cái thương hiệu là Makita thôi, với lại cái màu của nó là màu đỏ. Chứ còn về hình thức, kể cả anh em lấy cái chụp giật, anh em gắn từ cái con cam qua con đỏ là nó vẫn y chang nhau nha. Nó chỉ khác nhau cái thương hiệu thôi. Thằng Makita, thằng ECHO, hai thằng đều sản xuất tại Nhật nha. Cái nết chạy của hai thằng này đều như nhau nhưng mà cái con này thì lam nó sẽ dài hơn. Lam con này thì khoảng 4,5 tấc nha. Con này thì tầm 4,2 tấc thôi. Do đó anh em coi thì nó chỉ khác nhau về cái lam thôi, với về mặt công suất là nó tương đương. Rồi còn con G6 này là dòng G nha. Cái con G6 này thì nó hoàn toàn giống với cái con G1 ở đây nhưng mà nó là phiên bản tay dài, nó là cái dòng G, dòng máy hệ. G310 đó, con này thì nó tầm khoảng 32cc. Con này thì phiên bản của nó là phiên bản Big Bang nha, tức là một cái vụ nổ lớn nè. Đây phiên bản giống như là nó kỷ niệm cái ngày sản xuất, cái ngày mà cái tập đoàn nó ra đời đó. Để anh em mua cái con 2 triệu này thì anh em sẽ thấy là cái lam cái chữ Komatsu Zenwatt còn rất là mới ha. Cái xích còn cực kỳ dày luôn nha, xích zin nhưng mà còn rất là dày ha. Cái con này thì mấy cái dòng mà dòng G này đó thì cái tiếng nổ nó chạy nó mướt. Tiếng nổ thì nó không sẽ không bằng cái hàng ECHO nhưng mà nó sẽ chạy tiết kiệm sang hơn ECHO với Makita nha, và đặc biệt là nó nhẹ hơn. Nếu mà anh em nào mà mua thiên về cái độ nhẹ đó thì anh em lên lấy cái dòng G này là ok ha. Rồi đây là con G6 đó, thì đây mình có hai nhóm ha, nhóm tay cục, nhóm tay dài. Còn con G7 này đó thì cái dòng nó là dòng Actin. Con này thì dòng công suất lớn nha nè. Con này thì nói chung là về độ đẹp thì không phải là thế mạnh đó, nhưng mà về công suất thì nó lại là mạnh nha. Con này nó tới 41cc luôn. Ở 41cc mà máy Actin của Đức nha anh em. Anh em chú ý là hàng chính hãng Actin của Đức nha. Do cái vỏ của nó là cái vỏ nhôm và nước sơn zin, nên là cái con này á, gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì anh em lụm con này là ok. Chỉ có 2,1 thôi được một cái máy là 44cc. Cưa hầu hết các loại gỗ, không ngán cái loại gỗ nào hết, tức là những cái cây lớn cái to gì là nó bào ok hết đó. Còn những anh em nào mà mua máy cưa xài gia đình hoặc là cưa mà để cưa củi đồ nhiều đó thì em khuyên là lên lấy mấy hàng dòng này nha, tại vì hàng này thì công suất nó lớn quá, nếu mà anh em cưa củi cưa gia đình đó thì nó sẽ hơi hao xăng, với lại nó dư công suất, nó không tơi công suất. Còn mấy ông nào mà cưa hàng cây lớn, hạ cây đứng đồ nhiều đó thì lấy con này thì lại ngon. Ở mình mua phải phù hợp với cái mục đích của mình nha. Rồi con G7 2,1 nha. Rồi đây thì còn một con máy cọp, con này thì G8 nha. Con này thì anh em mua xài gia đình hoặc là mua chạy kiển đồ này kia đó, xài kiếm xăng hàng độc hàng đẹp đó thì anh em lấy con này ha. Đó, con này là Hitachi nè, nó đi làm Tanaka quá xuất sắc luôn. Con G8 này là 2,5 triệu nha anh em. Con này thì đời nó là đời 2018 nè, rất là mới. Đó, cực kỳ keng xà beng nha. Máy về thậm chí là em còn chưa vệ sinh, nó còn dính nhớt đồ này kia. Anh em thấy hình thức nó rất là đẹp nha. Khi nào anh em mua em sẽ vệ sinh thêm cái nữa. Như vậy khi mà anh em mua xong á thì là anh em thấy ở trên clip như cái hình như vậy đúng không? Tới lúc anh nhận, tới lúc mà em test cho anh em á, thì nó còn đẹp hơn khi em quay video clip này nữa, tại vì em sẽ vệ sinh thêm lần nữa cho anh em. Rồi con này thì chỉ có 2,5 triệu thôi nha. Anh em kiếm được một cái máy là cực kỳ sắc nét luôn, chụp giật là trợ lực luôn ha. Rồi kế tiếp là con G9, con này thì lâu rồi mới về nè. Con này là tem sư tử, Sinowa tem sư tử. Con này là Sinowa nha anh em. Con này thì cái ưu điểm của nó là nó chạy giống như là xe máy mình mà phun xăng điện tử vậy đó. Cái hàng máy cưa mà dòng Sinowa hay là dòng máy vua rồi, còn riêng cái phiên bản này á là cái bộ chế hòa khí của nó giống như là đây, cái bộ chế hòa khí nó nằm ở đây nè, nó giống như là cái bộ chế hòa khí ở bên máy cắt cỏ của mình đó, nên là khi mà anh em đưa vô chạy á, thì nó lại cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Con này nó là chạy là gọi là tiết kiệm xăng, mà loại dòng máy tay dài tiết kiệm xăng là không hàng nào hơn đó được đâu. Nó mà đứng thứ hai không hàng nào dám đứng thứ nhất đâu. Còn về độ bền thì nó là cái thương hiệu Sinowa thì anh em biết rồi, cực kỳ bền luôn. Đó, con G9 này thì bữa nay bán cho anh em là chỉ có 2,5 triệu thôi nha anh em. Bán lỗ là bán nhanh lắm ha. Bình thường giá này nếu mà trong cái thời buổi mà không chưa có lạm phát rồi đó thì tầm là 2,7 triệu, 2,8 triệu nha. Còn bây giờ là bán là chỉ cầu anh em mua thôi, nên là cái giá nó rất là bền. Đó, chỉ có 2,5 triệu thôi là anh em là sở hữu được một cái con Sinowa tem sư tử. Đó. Con này thì nằm đứng thì anh em chạy thì nó bao bóp rồi. Xài gia đình đồ này kia thì rất là ok nha. Con G9 này nè và cực kỳ tiết kiệm xăng ha. Đó, bây giờ xăng thì nó không mắc nhưng mà mua thì nó không có nha nè. Đó, do đó cũng là đáng để anh em mà lựa chọn cân nhắc khi mà mình mua máy cưa nha. Mấy cây xăng bây giờ là nó không bán. Có cây xăng thì nó bán nhỏ giọt, mặc dù là giá xăng bây giờ chỉ có 20 mấy ngàn thôi, nhưng mà không có để mà mua ha. Nên là anh em cũng gán cân nhắc mình kiếm những cái dòng máy mà nó tiết kiệm xăng nha. Rồi con G10 này thì dòng Sinowa 346 ha. Con này thì bữa lâu trước bên em có một con về rồi, cũng bán rồi. Thì bữa nay về một con tương tự cho anh em. Thì cái dòng Sinowa 346 này tiếng nổ nó nghe nó hay, nó chắc nha anh em. Nó giống cái giọng nó rất là trong nha. Cái giọng giống như là giọng một cái tiếng của ca sĩ mà ca sĩ nữ vậy đó. Cái giọng nó tiếng nó nghe nó trong mà nó chắc, nghe nổ phê lỗ tai lắm. Đặc biệt con này á, thì nó đi cái xích là xích mới nha nè. Con này là xích mới và xích cỡ chung nha. Thì thường là cái dòng Sinowa nó đi xích chuột, nhưng mà riêng cái dòng này á, thì nó là đi xích cỡ chung. Anh em nào mà thích cái xích cỡ chung để hạ cây đứng nhiều đó thì anh em lấy con này G10 2,8 triệu, giá rất là cạnh tranh, rất là tốt nha anh em. Đó, lô này bên em bán đang cái giá rất là mềm luôn. Con này thì lam nó khoảng 4,5 tấc nha, 2,8 triệu. Còn anh em mà thích cái dòng ECHO mà công suất lớn 41cc đi cái lam Suri Hara đó thì anh em lấy con này G11 2,9 triệu nha. Đây, super light luôn ha. Cái lam này là cái lam zin của Nhật nha anh em. Thì cái dòng này đó là cái dòng máy hệ của thằng ECHO 41cc. Cái dòng này thì nó sẽ là đời cao hơn nhiều so với cái dòng ECHO 451, 452 nha. Nếu mà anh em mà thích cái dòng ECHO 451, 452 thì anh em lấy cái dòng 401 này. Công suất nó cũng tương đương như 451, 452, nhưng mà cái đời của nó mới hơn nha nè. Mới hơn rất là nhiều, thậm chí là gần tiệm cận tới hiện nay luôn. Rồi con này thì giá 2,9 triệu ha, 41cc. dòng echo, dòng máy hệ anh em xài gia đình cũng được mà đi khai hát cũng được luôn. Rồi còn đây thì ba con nòng đứng máy cực kỳ đẹp ha. Đây là ba con máy nòng đứng. Thì ba máy nòng đứng này nó tương đương với, nó giống như cái thằng Sinowa lần đó, nhưng mà cái đời của nó đời mới hơn nha nè. Có những cái con máy là sản xuất khoảng năm 2015 hoặc là 2016 luôn. Rồi con G12 này là cái dòng echo GC35 nòng đứng nha nè. Con này hay còn gọi là echo Ngọc Trinh nòng đứng nè. Con này là 36cc. Máy nó rất là đẹp ha. Đấy, do em chưa vệ sinh nha. Khi về vệ sinh thì cái phần nhớt này em sẽ vệ sinh nó sạch lại. Lam con này thì nó khoảng là 4,2 tấc. Con này nòng đứng, có dưới bơm luôn ha. Con này 3,2 triệu, giá rất là tốt nha. Giá này nếu mà anh em mua một số tiệm khác thì có thể là nó bán đẩy lên khoảng 3,5 triệu nha. Còn bên em bán là 3,2 triệu, là bao ship cho anh em luôn, chụp giật trợ lực. Rồi con G13 này thì là một cái đời cao cấp hơn của cái thằng echo trắng này nữa. Con này là 366, G13 366, 3,5 triệu. Con này thì chụp giật trợ lực nha. Đời con này nó còn để đây luôn, là đời 2010 nè, 38cc nha nè. Anh em thấy là 366 anh em tưởng đâu là 36cc, nhưng mà thực chất nó là nó tới là 38cc. Cân nặng của nó là 4,5 kg, 4,4 kg nha. Ở đây thông số nó có để 4,4 kg. Đó, chụp giật trợ lực. Cái lam của nó thì cái lam có tản nhiệt nha. Đây anh em có thể thấy là mấy cái trắng trắng không phải để làm cho nó đẹp đâu, mà mấy cái này khi mà anh em cưa nó nóng lên á thì nó sẽ tản nhiệt qua mấy cái cục này, giống như mấy cục đá lạnh vậy đó. Còn ở đây là mấy cái khoảng nước hút để cho khi mà cái lam mình chạy nó nóng á thì nó sẽ có cái giãn nở, thì nó giúp cho cái lam mình nó bền hơn. Thì tóm lại mà cái lam mà gọi là lam Đức Húc có tản nhiệt như thế này á thì nó còn bền hơn là cái lam mà lam Latin nữa nha nè. Đó, do là nó có cái chỗ đầu nhông này đó nên là cái xích nó chạy nó sẽ mượt mà, nó sẽ ok hơn. Còn những cái lam Latin đó thì nó sẽ không có cái đầu nhông này, thì chạy thì nó bền nhưng mà nó sẽ nặng hơn và anh em chạy nó sẽ hao xăng hơn cái loại lam mà lam Đức Húc này ha. Rồi đây là cái con G13, giá nó là 3,5 triệu nha nè, chụp giật trợ lực mới nha. Đấy, hai con này là một cặp của thằng echo, nhưng mà phiên bản này là phiên bản Kirit thì đó là phiên bản cao cấp hơn thằng echo bên đây nữa. Rồi con G14 này thì dòng Ruby nha nè. Dòng này thì là đời rất là xịn sò luôn. Đó, con này thì rất là mắc tiền nha. Đó, con này có nhiều tiệm mà tùy vô máy đẹp xấu có khi là đẩy tới 4 triệu, 4 triệu mấy đó. Do đó anh em mua máy bãi thì anh em phải nhìn vô cái hình thức của máy, nó quyết định cái giá tiền. Bữa trước em cũng về có một con cách đây vài lô đó, cũng là cái dòng Ruby này mà bên em bán là hình như bữa đó là bán có tầm khoảng 2,7 triệu, 2,8 triệu thôi, mà tới cái con này là 3,5 triệu thì anh em biết. Nếu mà anh em có theo dõi lô bên em thì mở lại cái clip của hỏm em bán cái con lô D hay vậy, lô D hay lô E vậy đó, thì có một con nó về nhưng mà nó xấu lắm, nhưng mà vẫn bán được nha anh em, tại vì xấu thì giá nó rẻ, và ngược lại con này nó quá đẹp thì giá nó sẽ cao lên. Nó con này thì 3,5 triệu nha. Con này thì công suất của nó là 36cc nha nè. Cái lam còn chữ Ruby rất là đẹp luôn. Đó, máy này cực kỳ keng sà beng nha. Con này thì là anh em với cái thằng G2 bên đây nha nè. Đây G2 bên đây nè ha, anh em với nó. Rồi còn đây là Sinowa 305 nha, Sinowa 305. Anh em nào mà hết cái dòng máy hệ để cưa củi đồ này kia đó thì anh em lấy hai cái con này, thì máy nó là máy lóc nhôm luôn, chụp giật của nó cũng là nhôm luôn. Zin của nó là lam Latin ha. Hai con này đồng giá nha, 3,5 triệu, anh em thích lấy con nào thì lấy ha. Rồi, cái công tắc nó nằm ở đây. Rồi chế thì là buộc chế quanh rồi. Đó, anh em có thể là tháo ra. Đây nó có để cái tỷ lệ pha xăng luôn là 25:1 nha nè. Đó, vẫn có nhiều anh em chạy gãy tối là rồi pha tỷ lệ 51 là nó tập ra. Cho dù anh em xài nhớt xịn cỡ nào xịn nhưng mà anh em pha tỷ lệ mà nó ít nhớt quá thì nó sẽ hư máy ha. Đây là hai con này là một cặp nha. Lam nó là 4,2 ha, dòng Sinowa 305. Dòng này là cái dòng đối trọng của cái hàng Sinowa 350. Thì nếu mà anh em mà không đủ tiền để mình lấy Sinowa 350 thì anh em lấy cái dòng 305 này là xài, là nó cũng tương đương thôi ha, tương đương với thằng 305 nhưng mà nó sẽ tiết kiệm hơn là khoảng tầm là 1 triệu ha. Còn nếu mà anh em có điều kiện hơn hoặc là anh em có xài máy cưa nhiều rồi đó, muốn trải nghiệm cái dòng Sinowa 350 hoặc là những cái dòng máy vua đó thì anh em có thể trải nghiệm cái dòng Sinowa 407 phiên bản mới này nha anh em. Nó hình thức nó sẽ giống như cái hàng 350 nhưng mà cái máy nó sẽ nổ ngon hơn, chạy nó mạnh hơn, nó bốc hơn. Thì đây là cái dòng G17 ha. Con này thì giá nó rồi 4,5 triệu. Cái nắp lọc gió của nó sẽ to hơn. Đây cái nắp lọc gió ở đây nó sẽ to hơn cái dòng 350 ha. Con này thì 4,5 triệu. Đó, mặt ốp của nó là nhôm hết, nước sơn là nước sơn zin nha nè. Đây nước sơn zin là nó sẽ hơi chạy, tại vì nó về nó sẽ cắn với một cái dòng số máy khác ha. Cái nắp chụp giật ở đây là zin. Đó, tem là cũng là tem zin luôn nha. Đợt vừa rồi có một cái con máy Sinowa 350 về nó zin nhưng mà cái tem thì tem hay mới nên có nhiều anh em lại không chịu, thì bữa nay là tem này tem zin luôn. Ông nào thích tem zin thì lấy con này nha. Lam Latin đầu tù nha anh em. Con này lam Latin đầu tù ha. Rồi còn Sinowa này là Sinowa 480 nha. Cái dòng này thì công suất nó khủng. Cái công suất của nó tầm khoảng 50cc, giá nó cũng là 4,5 triệu luôn. Thì nó tương đương với cái máy cưa xích mà 5.200 của Trung Quốc đó anh em. Nhưng mà anh em mua con này thì nó sẽ bền gấp 5 lần và nó tiết kiệm xăng gấp 3 lần so với máy Trung Quốc. Đây là con G18 nha. Con này hõm gà nó cũng hút hàng lắm, cũng khoảng tầm tháng mấy rồi nó mới về được cái lô máy này. Đây là Sinowa 480. Thì cái con Sinowa 350 thì nó cũng 4,5 triệu, mà cái con hai cái con này nó cũng 4,5 triệu. Nhưng mà anh em mua hai cái dòng này á thì công suất nó lớn hơn, thì chạy nó lại ok hơn, tiết cái độ tương hao xăng á thì nó tương đương với 350. Thì dạy gì mà anh em không lấy hai cái dòng này ha. Rồi, như vậy là em điểm qua cho anh em là 18 cái máy cưa. Anh em ơn con nào thì alo dùm em qua số hotline là 0967 100 003 ha. Do clip nó máy nó mới về nên là em chỉ quay sơ bộ thôi. Anh em nào mua máy nào thì điểm chỉ cái máy đó, em sẽ test nổ máy đó lên quay cho anh em ok hết rồi bên em mới gửi ha. Rồi, cảm ơn anh em.